Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phú Phúc nha. Tiếp tục clip sáng hôm nay là sáng chủ nhật nha. Và mình có một máy cũ giới thiệu cho anh em. Thì tối nay anh em nhớ theo dõi cái trực tiếp nha. Cái live buổi live stream trực tiếp tặng con số 555 đuôi nha anh em. Nhớ tham gia cho vui nha anh em nha. Rồi, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em để ủng hộ kênh ha. Thì tối nay tầm 8 giờ mình chỉ live stream con số 555 đuôi. Anh em nhớ tham gia cho vui ha. Rồi, clip hôm nay xin nhắc lại luôn là cái Quỳnh mua máy là số điện thoại đặt hàng thì 0355 nha anh em, 356 356 thì có trên cái bàn nhỏ xíu nha anh em. Anh em cứ gọi điện trực tiếp số này để đặt hàng nha. Quy định mua máy thì cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 hoặc là chuyển khoản. Nếu anh em nào chuyển khoản thẳng thì mình bao ship đó, còn anh em nào mà cọc tiền thì anh em vui làm chịu phí ship cho mình nha, từ 35 tới 40 ngàn tiền ship nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là một em R710 bán hàng nha anh em, R710 bán hàng ha, màu đen. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 2/16, pin 3.3. Máy thì đẹp tầm 98 nha, nguyên zin. Kính keng keng luôn. Kính là len keng sợi len luôn. Kính đẹp, lưng đẹp anh em, đẹp 97-98%. Máy nguyên zin. Chức năng full nha. G710 con này xài cũng rất là lành tính. Giá 1480 anh em. 1.480.000, kèm sạc giá cơ lực cho anh em nha. Oppo F7 màu đen nha anh em. Oppo F7, màn hình 6.23, RAM 4/64. Pin 3.4 nha. Máy thì vỏ sườn con ok. Đó, kính đẹp nha. Kính đại giá cơ lực cho anh em rồi. Chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi nha. RAM 4/64 nha anh em. Mọi chức năng hoàn hảo nha. Oppo F7, con này ra đi cho anh em giá 1.900.000 nha. 1.900.000. Kèm sạc giá cơ lực lại cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Đó, máy thì ngoại hình như clip mình quay luôn. Còn rất là ổn nha, ok, full chức năng. iPhone 7 lút bản lock nha anh em, iPhone 7 lút bản lock nhưng mà đã lên quốc tế rồi anh em, đã kích sim ghép cho anh em đầy đủ hết rồi. Về chỉ anh em bỏ sim là xài thôi, không có phải làm một cái gì nữa nha. Vỏ thì có xuất sắc nha, màu bạc 7 lút 32GB màu bạc, vỏ xuất sắc như clip mình quay sườn này. Đó, sườn anh em cứ coi clip nha, sườn mới chỗ đây nó có hơi tróc nha. 32GB, kính thì có một vài cọng lông chuột con mèo. Đây. Kính có vài lông mèo Mandarin, Goring. Mandarin Goring nha. Xài rất là ổn, bỏ sim là xài thôi. Nói chung còn rất là mượt nha. Không vấn đề hết ha. 32GB. Pin thì 100, đã thay mới cho anh em rồi. Tiết kiệm một mớ chi phí rồi anh em. Đó, chức năng full ha. Con này ra đi cho anh em giá 3.700.000 nha. 3.700.000 nha anh em. Vân tay vân chân đầy đủ nha. Con tay cho anh em còn nguyên hết ha. 3.700.000 kèm sạc và dán cơ lực lại cho anh em đầy đủ luôn. G7 Prime màu bạc. Máy thay vỏ anh em, đẹp keng sợi len luôn nha. Con này màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332. Pin 3.3. Đó, máy thì y như clip mình quay nha. Sườn đẹp, vỏ đẹp. Kính keng sợi len. Anh em cứ coi kỹ clip. Màn hình thì sáng đẹp nha. Wi-Fi chức năng các kiểu ok hết. G7 Prime. Kính này đã dán cơ lực cho anh em rồi, kèm sạc nữa đâu ok nha. Con này ra đi cho anh em giá 1.600.000 nha anh em. 1.600.000 thôi, cho nhanh gọn. Kèm sạc dán cơ lực cho anh em luôn. Máy rất là ok. Oppo A3s anh em. Vỏ sau chưa có thay nha, còn nguyên ha. Vỏ sau chưa thay, có xuất sắc như clip mình quay nha. Vỏ sau không được đẹp ha, thích thì anh em thay mới thôi. Kính đẹp keng, đại giá cơ lực rồi. Máy sáng đẹp nha. Oppo A3s màn sáng đẹp. Còn con này RAM 2/16 nha. Màn hình thì 6.23, pin 4230. Pin con này là 4230 nha. Cũng dạng trâu bò A3S RAM 2/16. Giá ra đi 1.600.000 nha anh em. Kèm sạc giá lực cho anh em nha. Tiếp theo là một con R4 Lút Việt Nam nha anh em, ở Việt Nam ha. Máy 2 sim, kính đai đẹp, trên đai tróc thủy nhíu xíu đó. Màn hình 6 inch, RAM 2/16, pin 3.3. Sườn đẹp nha.
sườn rất ok. Kính thì bao đẹp luôn, tầm 98-99 nha. Kính thì quá chuẩn luôn. Màn ok luôn. Chức năng full nha anh em. Rì 4 lút. Rồi, giá ra đi cho anh em là 1650. 165 nha, kèm sạc dán cơ lực cho anh em là đủ nha. Nó 8 màu đen nha anh em. Nó 8 ba bản hàng một sim nha, màu đen. Màn hình 6.3, RAM 6, 64. Pin 3300 nha anh em. Pin 3300. Rồi. Sườn có xuất sắc vậy thì chủ như vậy thôi. Bút còn nguyên nha. Bút còn ok nha anh em. Sườn đẹp, kính đẹp nha. Kính ngay đặt keng sao băng luôn. Chỉ có một đốm nhỏ ngay góc thôi nha, không đáng kể đó anh em. Đốm đó mình thấy chán hướng gì xài hòa bình thế giới luôn. Xài VIP luôn. Một cái đốm nhỏ thôi. Không ảnh hưởng gì hết. Xài bao anh em một tháng không lan nha. Ba anh em một tháng không bao giờ lan màn hình. RAM 6, 64. Cấu hình mạnh nha. Galaxy Note 8 nha nè. Chức năng full. Đó, Note 8. Giá ra đi cho anh em 3.2 triệu nha, kèm sạc dán kính nha. 3.2 triệu, mình sẽ dán miếng keo cho anh em luôn và kèm sạc. Ok nha anh em. Tiếp theo là con Samsung A20 màu đỏ. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Vỏ sau thì có xước xước nha, do xài ốp lưng. Kính được cái đẹp, đại dáng lực cho anh em rồi. RAM 332, máy nguyên zin. Chức năng ok nha anh em. A20. Con này đã đi cho anh em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu, kèm sạc dáng lực cho anh em luôn. iPhone 5C bản lock. iPhone 5C bản lock màu trắng. Con này kính đẹp như mới luôn. Kính đẹp keo luôn, gần như con không có bị xước luôn nè. 5C 16GB nha, bản lock, không bao sim ghép nha, không bao sim ghép, không kèm sạc nha anh em. Mấy em đoán không kèm sạc nha. Giá 500.000, giá 500.000, 4.9 luôn. Ba anh em 4.9 nhỏ máu đó, 490k nha. Mọi chức năng còn rất ok nha, wifi các kiểu ok hết ha. Đó, anh em về kiếm sim ghép bỏ vô xài ha, tự mình sim ghép loại nhỏ này mình hết rồi nha. Anh em về tự xài sim ghép nha. 5C lock. Máy còn đẹp tầm 97-98 nha. Giá 490.000. Không kèm sạc nha anh em. Anh em tự dịu sạc cho mình nha. Reno 2F. Oppo Reno 2F. Máy đẹp 98. Nguyên 98. Màu xanh tím nha. Xanh tím. Sườn có xuất sắc như vậy nè. Camera thọ thuộc nha. Rất là ok. Sườn đè cũng còn rất là ok. Đẹp chứ không xấu. Đại giá cơ lực cho anh em rồi. Reno 2F màn hình 6.5 inch, pin 4000, RAM 8, bộ nhớ 128. RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em, rất khủng ha. Wi-Fi thì mạnh, vô biên rồi, vô đối luôn. Reno 2F nha. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Ok, con này để anh em giá 3.9 triệu nha. 3.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha. Rất sắc giá nha anh em, máy cực đẹp. 98-99%. Tiếp theo là con Samsung A6 lút bản hàng. Máy đẹp 98-99. Đó, nguyên zin. A6 cộng, màn hình 6 inch, RAM 432. Pin 3500 nha. Sườn đẹp, vỏ đẹp nha. Kính thì khỏi phải bàn, 99. Kính thì keng sờ beng luôn. Kính keng sờ beng. Chức năng ok nha anh em, wifi các kiểu ok hết ha. A6 lút xài rất mượt nha. Galaxy Ring anh em, còn ra đi cho anh em giá 2.6 triệu nha. 2.6 triệu kèm sạc dán kính nha. Samsung A50s màu trắng nha anh em. Vỏ sale có xuất sắc thêm 5 tháng nha. Vỏ sale có lông mèo, sườn hơi xước. Kính
Còn miếng guarantee nha, rất đẹp nha. Kem xà lan nha nè. Màn hình 6.4 6.4 RAM 464, pin 4000. Giá ra đây cho anh em là 3.2 triệu nha. Máy nguyên zin nha anh em, 3.2 triệu. Chức năng ok nha. A50S 3.2 triệu. Sony XA Ultra, một quay duy nhất. Màn hình 6 inch, RAM 3, bộ nhớ 16, pin 2007. Vỏ sao không được đẹp nha. Kính lông mèo nhẹ vài cộng. Máy này bán rẻ cho anh em giá 900.000. Giá 900.000 nha anh em. Sony Ultra Xtra. XA Ultra màn hình 6 inch. Wi-Fi ok nha. Chức năng full. Mỗi cái là không xài sim được nha anh em, và máy hơi hao pin nha. Máy hơi hao pin ha. Chức năng ok hết. Hơi hao pin một tí và không có xài sim nha. Thì cho anh em lướt mạng để anh em giá 900.000 thôi. Bằng giá cái màn hình. Còn wifi chức năng thì màn rất sắc nét. Màn cực sắc nét nha. Xem YouTube thì wifi 3. Ok, con này giá 900k. Kèm sạc cho anh em đầy đủ luôn. Rồi, clip này sáng nay xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ tối hôm nay livestream tặng con sim 3 con 5. Anh em nhớ tham gia dự đoán nha. Rồi, thân ái chào cả nhà.